Thì tôi thông báo anh em một điều rất kia là quan trọng luôn anh em ơi. Đó thì cái giải lần này anh em ơi, đó với cái giải từng tới anh em ơi, cũng là cái giải cuối cùng của tem Quý Một Món của tôi anh em. Thì sắp tới thì tôi không có đồng hành với tem giống như là Quý Một Món của tôi nữa anh em ơi. Đó thì tôi không có dẫn giống như là tem đi đá giải mỗi chủ nhật nữa anh em ơi. Đó thì cũng khá là buồn á anh em ơi. Đó thì anh em nào mà yêu thích tụi tôi giống như là từ hồi đó giờ anh em, đó thì anh em là yêu quý tôi đó, hay là yêu quý ai trong bất kỳ cái tem của tôi anh em, thì anh em giúp tôi một like đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Đó tại vì dạo này tôi đăng video anh em mà anh em không giống như là giúp cho tôi một nút like gì hết trơn, anh em xem chùa không à anh em ơi. Đó thì video này anh em giúp tôi đạt giống như là 15k like nha anh em ơi. Đó thì 15k like thôi là mãn nguyện của tôi rồi anh em ơi. Đó thì anh em nhớ giúp cho tem tôi nha. Đó thì nói chung thì bây giờ tem tôi mà thắng cái trận này anh em ơi, đó thì tem tôi sẽ được giống như là nhì bảng nha anh em ơi. Nhì bảng thì sẽ đụng với lại là nhất bảng nha. Thì giờ là Quý Thanh truyền cho giống như là Trần Quý rồi hay không rồi nha anh em ơi. Thì bây giờ là đội áo đỏ của tôi anh em là đội 2 anh em ơi. Đó thì đội 2 đang là nhất bảng nha anh em ơi. Bây giờ là còn đội 1 thắng cái đội này thôi thì mới được vô nha anh em ơi, mới là được nhì bảng nha. Đó thì nói chung thì cũng khá là tiếc luôn á anh em ơi. Đó thì nhớ những ngày mà anh em nói chung là anh em gần gũi nhau nè, đó hẹn nhau chủ nhật nè, đó đi đá giải nè, đó biết bao nhiêu là kỷ niệm, biết bao nhiêu là lần du lịch và bao nhiêu cái cúp luôn anh em ơi. Đó thì bây giờ là những cái giải này là cái giải cuối cùng anh em ơi. Đó thì anh em giống như là tận hưởng những giây phút giống như là tuổi trẻ giống như là của mình nha anh em ơi. Đó thì bây giờ biết sao vậy anh em ơi, đó cuộc sống mà thay đổi mà đúng không anh em. Đó thì nói chung thì anh em giống như là giới giúp tôi giống như là 15k like nha anh em ơi. 15k like thì nói chung thì đơn giản mà anh em, anh em chỉ cần kéo xuống một cái, nhấp một like một cái là tôi giống như là cảm ơn anh em rất là chi là nhiều luôn rồi đó anh em ơi. Rồi thì bây giờ là tem một của tôi anh em ơi, chắc ăn là bây giờ là vô giống như là nhì bảng anh em ơi. Đó vô bán kết rồi đó anh em. Đó bây giờ là khoa go sút nhưng mà vẫn không vô nha. Rồi thì tiếp tục là rồi vô luôn anh em ơi, quá chi là nhẹ nhàng luôn. Rồi vô luôn. Gầy chùm sao em? Nó quá dễ anh em. Quá dễ hả? Quá dễ. Ngon rồi, vậy chụp là vô phải không? Vô rồi. Go. Hả? Đá dữ luôn trời. Gãy giò đá gì nữa? Đá dữ thằng nha. Trời ơi, tốc độ bàn thờ qua 5 tháng luôn. Thứ dữ. Quá đuối rồi. Trận nãy ghi được bao nhiêu trái? Trận này ghi bao nhiêu trái? Trận này anh em muốn xem. Tôi sẽ hết sức để múa xì kêu cho đội cơ này mấy đội tôi vô nha anh em. Ok, gắng hết sức nha, múa xì kêu quẩy nó. Ok. Tứ tứ trận này tứ tứ đá kìa. Đau quá. Sao đau quá. Sao cỏ dày ra luôn rồi, mới đá con trận cỏ dày ra luôn rồi. Nãy giờ qua bển báo được mấy trái rồi? 4 trái à. Cái gì? Không, ghê vậy. Đúng rồi, vô không? Rồi vô. Vô với anh. Rồi vô cũng lỗi rồi. Bỏ cuộc luôn. Vô cũng lỗi hết rồi. Vô cũng lỗi. Vậy hiểu rồi. Em chuẩn bị gỗ rồi kìa, em để sẵn luôn mà. Thì cái đội áo xanh này anh em, hồi sáng là đội 1 của tôi là hòa với tỷ số là 2 đều anh em ơi. Thì không biết cái đội giống như là áo đỏ của Quốc Khởi với Văn Đức anh em, đó thì thắng cái đội này bao nhiêu thì anh em giống là cùng đón xem nha. Hỏi anh em thấy chưa, mới vô hôm mà Quốc Khởi đã xúc vô được một trái đó anh em ơi. Đó thì anh em nói chung là anh em nhớ tận hưởng những giây phút mà tụi tôi đi đá giải mà vui vẻ như thế này nha anh em ơi. Đó thì nói chung thì tôi cũng không muốn nữa anh em ơi, nhưng mà tình huống phải bắt buộc tụi tôi rồi. Quốc Khởi múa dữ vậy ta. Quá ghê, xong rồi lòn hán quá ghê luôn, xong rồi truyền cho Phan Khang nhưng mà Phan Khang không được anh em ơi. Đó khá chi là khó đến từ vị trí của Phan Khang luôn. Rồi thì bây giờ là vị trí của Quốc Khởi sút chân trái. Trời ơi, 2-0 nha anh em ơi, 2-0 rồi nha, họ đến từ vị trí của Quốc Khởi luôn anh em ơi. Đó rồi thì bây giờ là Phan Khang truyền cho Quốc Khởi rồi, chít luôn anh em ơi, hách chít luôn anh em ơi. Hôm nay vô 3-0 cầu thủ trời, đá quá trời đá luôn nữa, xúc vô chân đến đâu ra xin này chứ. Đó, giờ còn đá được mà. Còn đá nữa hả? Trời ơi trời, thằng này nó mảnh ruộng đi cài được anh em ơi. Quốc Khởi đôi chân gì? Đôi chân gì? Chân vàng. Đủ phải ông nội. Đôi chân vàng của ngày xưa thôi. Bây giờ cũng vậy đó, đó. Bây giờ đôi chân quầy. Thôi anh em thì mới hiệp 1 thì tôi nhẹ 3 trái rồi. Đủ. Để coi có kiếm thêm được không nha anh em. Đó thì anh em thấy Quốc Khởi đá tốt thì anh em nhớ cho Quốc Khởi một like nha anh em. Thì để tôi gán bằng bạn, nhưng mà quan trọng là vòng bán kết thôi. Rồi ok rồi, đồ okay. gáy nữa. Thì giờ sáng đội 1 của tôi anh em ơi thì hòa với cái đội này là 2 điều, mà bây giờ là đội 1 của tôi ăn
2-0 mà anh em ơi. Đó thì một hồi là đội đỏ của tôi sẽ đụng đội với cái đội của Hịnh Bò nha anh em ơi. Đó đã lắm, là đụng đội của Di Bẩm với lại Trung Việt anh em ơi. Đó là team của tôi anh em ơi. Đó thì không biết như thế nào thì anh em cùng đón xem nha anh em ơi. Đó thì anh em nhớ, anh em nào chưa nhấn like thì kéo xuống giúp tôi nút like nha anh em ơi. Đó thôi thì bây giờ thì tôi sẽ đếm nha anh em ơi. Đó thì bây giờ anh em kéo xuống giúp tôi nút like nha. 3, 2, 1. Rồi anh em giúp tôi nút like đi anh em ơi, cảm ơn em rất là nhiều luôn. Đó thì nói chung thì tôi vẫn vui vẻ với anh em, hòa đồng với anh em, nói chung là có bao nhiêu chơi bao nhiêu nha anh em ơi. Đó chơi giống như là những cái giải cuối cùng đó. Rồi đứt cống xúc vô luôn anh em ơi, thì nãy giờ là 5-6-0 gì vậy đó anh em ơi. Đó rồi thì bây giờ liệu coi giống như là tem, giống như là trời ơi xúc vậy anh em ơi, quá chi là căng luôn á anh em. Ở nhưng mà không có vô. Rồi quái cái trưởng thiệt anh em ơi. Đó thì anh em giống như là anh em nào ủng hộ tem tôi thì anh em giống như là nhớ là mãi fan tôi nha anh em ơi. Đó cảm ơn anh em rất là nhiều luôn, anh em đừng có rời bỏ tôi nha anh em ơi, tôi cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Rồi thì bây giờ là xúc chúng Văn Phú, liệu có cái trái này có vô hay không. Rồi không vô luôn thì bây giờ là tiến thẳng vô vào tứ kết nha anh em. Đức cống tiền đạo mà xuống ghét xuống không giờ ghét xuống hồng hủ luôn nữa, lăn xả quá trời luôn. Trượt rồi có bị gấp da không nội? Lũng lỗ nè. Anh em Quốc Khởi đá rất hay nha, tôi đá không bằng Quốc Khởi đâu. Trái cộng 2 Quốc Khởi điểm ra ngoài luôn, quá hay. Trái đó không ai làm được đâu. Thời gian em mới cho. Về đi đi đi. Lúc mở giải người ta còn đá rồi được chứ, nhiều quá sao ta chưa nói. Vậy thấy gì chưa? Có cánh nữa. Áo đại hoàng luôn, thấy áo đại hoàng đã hiểu rồi đó. Hiểu rồi. Có mực nữa. Thấy giống rồi đó, giống mấy thằng chóc cốc và chích. Giống mấy thằng cốc và chích vậy. Đấy. Thì bây giờ là team tôi với chung là bây giờ là nhất nhì nha anh em ơi. Đó thì áo đỏ là nhất là sẽ gặp Hịnh Bò, mà còn áo xanh anh em nhì bảng là sẽ gặp chức bảng nha anh em ơi. Đó là team đó thắng team Hịnh Bò là được nhất bảng anh em. Đó thì không biết như thế nào thì anh em cùng đón xem nha. Đây này hung môn bên kia mày đi đâu qua đây có động bên đây cho trời ơi. Team mãi quý. Team mãi quý à. Vậy mà qua bên quý ngọn ngón có động nha. Trời đất ơi. Có Khởi làm gì có Khởi? Làm gì? Chuẩn bị chiến nè. Nãy ăn no ngủ kỹ rồi đó nha. Đúng rồi, đó. Hơi mệt sướng nha nhưng mà thôi, cố gắng thôi. Ok, nghe nói. Nghe nói người ta đội tuyển U đó. U hả? U. Nhìn đi, nhìn đi. Bình thường không? Chơi đúng không? Nghe nói đội này cứng lắm đó. Để coi. Nhất bản đó. Để coi. Ok. Rồi nghe nói đội hình này cứng lắm á, đội hình tuyển U đó. Tuyển U đó. Nhất bản vào nhất bản luôn đó. Rồi tính sao? Để coi U nó mạnh thế cỡ nào à? Tụi mình tuyển Nga mà U nó đứng sau anh. Ok. Không nổi. Người ta đây người ta tập nãy giờ đi đâu vậy? Bị vấn đề bị tiêu quá nè. Vấn đề tiêu quá rồi đá được không? Được chứ. Nghe nói đội người ta dữ lắm á, đội người ta tuyển U á. Chiều nay siêu phổi Trà Vinh trả lời cho người ta ha. Rồi thì bây giờ thì tôi sẽ yeah một cái nha anh em ơi. Đó xong rồi sẽ bắt đầu cái trận đấu này nha anh em ơi. Thì cái trận đấu này là nhì bảng sẽ đụng với nhất bảng, thì cái tem áo xanh này là nhất bảng nha anh em ơi. Liệu coi giống là tem tôi sẽ ăn giống như là bao nhiêu trái nha. Rồi thì bây giờ là quý hanh xúc trời, nhưng mà lên trên trời anh em ơi. Đó thì chủ nhật tuần này anh em ơi, đó thì tôi có chơi một cái giải nói chung là cực kỳ lớn, nói chung là lớn nhất cái Cần Thơ này luôn nha anh em ơi. Đó thì không biết như thế nào thì anh em cùng đón xem tem tôi sẽ thể hiện được những gì nha. Và đó là cái giải cuối cùng của tem quý ngón của tôi luôn anh em ơi. Đó thì xong cái giải đó là tôi tạm biệt tem của tôi rồi đó anh em ơi. Thì tôi phải như là kết thúc một hành trình tem tôi đi đá giải anh em ơi. Đó thì cảm xúc có, nói chung là vui buồn đều có anh em ơi. Đó anh em thấy chưa, thì Trần Quý đã xúc vô được một trái nha anh em ơi. Đó thì cảm xúc là vui có, buồn có, nói chung là kỷ niệm có nha anh em ơi. Đó thì bây giờ là anh em phải giống như là rời xa nhau rồi anh em ơi. Đó thì đường ai nấy đi nha anh em ơi, chứ bây giờ biết làm sao giờ. Rồi xúc nhưng mà không được anh em ơi. Đó thì nãy giờ là tỷ số là 1-0 rồi, thì Trần Quý chắc Trần Quý là vua phá lưới rồi anh em ơi. Đó thì Gia Huy là người giống như là cầu thủ xuất sắc nhất trận nha anh em ơi. Tại vì Gia Huy nói chung là một người giống như là hậu vệ, nói chung là siêu cứng luôn. Còn Trần Quý anh em, Trần Quý là một tiền đạo nha anh em ơi. Đó thì tốc độ đó. Còn Quý Hanh anh em ơi là khéo, với lại là nói chung là đồng đội nha anh em ơi. Đó thì Quý Hanh là nói chung là xúc vô, nói chung là gánh tem nhiều nhất đó.
nhưng mà tì chặn thôi nha anh em, hiểu không? Đó thì còn bé Chiếc anh em, bé Chiếc là phòng thủ nha anh em ơi. Đó thì xúc chúng người ta vô mặt cái nó đi ra luôn anh em ơi. Đó thì bây giờ là hai pha gô rồi nha. Rồi thì bây giờ là hết hiệp 1 rồi nha anh em ơi. Thì bây giờ là bắt đầu cái hiệp thứ 2 nha anh em ơi. Liệu coi sẽ như thế nào nha anh em. Rồi thì bây giờ là Trần Quý sẽ làm như thế nào đây? Trần Quý chuyền pha gô xúc nhưng mà không vô anh em ơi. Đó rồi thì bây giờ là giống như là Giao Quy sẽ là người giống là xúc cái phạt góc này nha anh em ơi. Rồi rồi vô luôn anh em ơi, chúng nó dài nó cái tự nhiên cái vô luôn anh em ơi. Rồi thì nâng lên tỷ số là 2-0. Rồi xúc rồi, nhưng mà rồi. Vẫn không vô luôn anh em ơi. Đó thì nói chung thì cái giải lần này thì đá ở Cần Thơ anh em, thì team tôi là chùm ở Cần Thơ rồi anh em ơi. Đó dưới cái lứa tuổi của tôi nha anh em. Đó mà còn ra ở ngoài anh em ơi. Đó thì nói chung thì cạnh tranh được đó, nhưng mà phải như là hên xui. Trời ơi, Huy không ai cản phá được Huy Ga Minh luôn anh em ơi. Người ta tông nó mà người ta té anh em ơi. Anh em có thể xem lại cái pha đó anh em. Quả cái chưởng thiệt. Rồi thì bây giờ là Trần Quý sẽ làm như thế nào đây? Rồi pha gô xúc nhưng mà không vô anh em ơi. Đó rồi thì bây giờ là trời ơi, football nó chụp nó phản xạ nhanh quá anh em ơi. Rồi thì bây giờ là pha gô dễ một người hai người nhưng mà không được, thường không được anh em ơi, khá chi là khó luôn. Đó thì giờ là bé Chiếc nè, bé Chiếc sẽ chuyện cho Quý Hanh. Thì bây giờ là nãy giờ là Quý Hanh chưa vô sân nha. Quý Hanh vừa vô sân là cái có bàn thắng luôn anh em ơi. Quý Hanh là nói chung là một cái cầu gì đó của tôi là chuyên săn bàn thắng luôn á anh em. Tôi không hiểu sao nữa anh em ơi. Đó thì anh em nhìn cái pha này nè nha. Rồi dễ một người xong rồi làm như thế nào đây? Rồi sốt nhưng mà không vô nha anh em ơi. Đó chuyên kiến tạo. Rồi bây giờ là tiếp tục là Quý Hanh. Rồi vô nữa anh em ơi. Đó nhất bản gặp tôi thì cũng nói chung là cũng chịu thua thôi anh em ơi. Trời ơi Quý Hanh anh em đánh rá vô cục dọc luôn anh em ơi. Thì bây giờ là tụi tôi giống là vô chung kết rồi nha. Bây giờ là còn đội 1. Anh cái gì kỳ vậy trời, gì mà cột gọc con vậy trời, ghi được con trái luôn trời, ghi được con trái mà cột dọc hết tới 3 trái rồi còn gì nữa. Cảm nhận sao? Xui quá. Xui hả? Trái đâu cột dọc không, kẻ mai còn trận chung kết nữa. Ok thì gán trận chung kết lấy cúp về nữa. Chung kết mình đụng với một ngón hai rồi thì hai đội đá bên nữa. Đá bên nữa. Ở đây là cầu thủ nhí, đây là cầu thủ nhí nha anh em. Đó nào giờ có mùi vị nâng cấp lại gì chưa? Trời chuẩn bị nè anh em, chuẩn bị đúng không? Nâng cấp đúng không? Thấy không? Anh em thấy nhỏ vậy mà ốm yếu gì mà khéo lắm nha anh em. Chứ sao anh em? Xúc cái bành như súng bắn vậy đó, nó gọi là Ronaldo mà đúng không? Đúng. Đó thì ngồi chuẩn bị nâng cấp đi nha. Ok luôn. Thì bây giờ á thì team tôi với anh em ơi, đó thì thắng cái đội của Hịnh Bò anh em ơi. Thì team tôi mới được vô giống là chung kết nha anh em ơi. Đó là nhất nhì anh em ơi, là khỏi đá luôn, là hai team vô địch luôn á anh em. Đó thì không biết có thắng được đội giống là Hịnh Bò hay không thì anh em cùng đón xem nha anh em ơi. Đó thì anh em thấy mà cái cảm giác mà kiểu giống là anh em giống là đang đồng hành vui vẻ, anh em hiểu không? Anh em đang đồng hành vui vẻ mà tự nhiên cái bây giờ là anh em chia cách, anh em không gặp nhau nữa. Đó anh em cảm giác anh em sẽ như thế nào? Anh em buồn không anh em? Đó thì nói chung thì anh em nhớ giống chung là anh em nhớ ủng hộ giống như là tất cả các thành viên trong team của tôi. Đó thì nói chung thì người này người kia sẽ qua team khác anh em, thì anh em đừng có nói gì nha anh em ơi, tại vì ai cũng có một cái vị trí riêng của mình đó anh em ơi. Đó anh em hiểu không? Rồi thì bây giờ là Quốc Khởi xúc nhưng mà không vô nha. Đó thì nói chung thì sắp tới thì tôi không đồng hành với anh em nữa, thì anh em nói chung là anh em đừng có buồn nha. Tôi biết là tôi thì tôi cũng khá là buồn rồi đó anh em ơi, nhưng mà bây giờ là biết sao giờ đúng không anh em. Đó thì bây giờ là xúc nhưng mà vẫn không vô nha anh em ơi. Đó di bẩm là chụp bên tem Hịnh Bò nha anh em ơi. Đó rồi thì bây giờ Văn Phú rồi thì bây giờ là chiên cho Hịnh Bò đó đầu với đứt cống nhưng mà không được anh em ơi. Đó thì hai anh em gặp nhau để coi tem nào sẽ là người giành chiến thắng nha anh em ơi. Đó xúc nhưng mà vẫn không vô luôn nha. Rồi thì bây giờ là bên kia phản công, rồi bên kia xúc nhưng mà không được anh em ơi. Thì bây giờ là tùm lum hết trơn anh em ơi, tổn trộn tùm lum hết trơn anh em ơi, đá cái gì tùm lum hết trơn anh em ơi. Đó rồi thì bây giờ liệu coi có làm như thế nào. Không được anh em ơi. Quốc Khởi phản công, Quốc Khởi xúc nhưng mà không vô anh em ơi. Khá chi là tiếc luôn, hai đội này nói chung là căng kèo căng đét đừng đẹp luôn á anh em ơi. Rồi xúc nhưng mà vẫn không vô luôn nha. Rồi thì bây giờ là liệu coi. Rồi Hịnh Bò dẻ qua giống như là Văn Phú. Hay quá Hịnh Bò nói chung là nó nhỏ mà nó hay quá trời anh em ơi. Đó thì tỷ số là 1-0 nghiêng về team của Hịnh Bò nha anh em ơi. Đó thì bây giờ Văn Đức sẽ chuyền nhưng mà không được anh em ơi. Rồi thì bây giờ là bên kia phản công chuyền cho Hịnh Bò. Rồi nhưng mà không được anh em ơi. Đó trái banh nó khá là nhanh.
Thì bây giờ là tiếp tục là Quốc Khởi nè. Quốc Khởi sẽ làm như thế nào đây? Quốc Khởi sút nhưng mà không vô anh em ơi, gió Di Bẩm là chụp bên kia nha. Đó, rồi. Thì bây giờ là Phan Khang sút nhưng mà vẫn không vô luôn nha. Đó, thì bây giờ là Phan Khang sẽ là người sút. Còn à, rồi nhưng mà Quốc Khởi sút không vô rồi anh em ơi. Đó, bây giờ là Quốc Khởi nè, anh em nhìn thấy không? Quốc Khởi nó cứ khù khờ kiểu gì anh em ơi, nhưng mà nó sút vô hoài anh em ơi. Đó, thì anh em nhìn cái pha này nè anh em ơi. Đó, Quốc Khởi là một cái siêu phẩm. Đó, anh em thấy chưa? Siêu phẩm Quốc Khởi nha anh em ơi. Đó, Quốc Khởi nói chung là tôi nói nó cái là tôi đăng vô nhóm cái tôi nói nữa anh em không đồng hành nữa anh em, cái tôi thử tôi hỏi thử cái anh em buồn quá trời buồn luôn anh em ơi, chứ bây giờ biết sao giờ đúng không anh em ơi. Đó, tại vì biết bao nhiêu là kỷ niệm với nhau mà anh em. Đó, rồi thì bây giờ là Văn Đức sẽ là người sút, nhưng mà trời ơi trời, cái đó ngay luôn là đảm bảo 100% là vô đó anh em ơi. Rồi, Quốc Khởi sút nhưng mà vẫn không vô luôn nha anh em. Rồi thì bây giờ là Văn Đức sút nhưng mà vẫn không vô luôn. Đó, rồi thì bây giờ là qua hiệp 2 nha anh em ơi. Đó, rồi bây giờ trời nhém tí nữa là vô rồi anh em ơi. Đó, thì giờ là team bên kia người ta phản công nha anh em ơi, liệu coi sẽ làm như thế nào đây. Rồi thì bây giờ Văn Phát dẻo một người nhưng mà không dẻo qua được Đức Cống dẻo một người chế banh. Rồi cái pha này ra biên rồi nha anh em. Rồi thì bây giờ là Quốc Khởi sốp, trời ơi trời, Di Bẩm nó chụp nó bay như là con chim con voi biết bay anh em ơi, quá cái trưởng thì chưa nói ơi. Rồi thì bây giờ là tiếp tục là Phan Khang nhưng mà được hình bò giống như là cản phá được rồi nha anh em ơi. Rồi Đức Cống sút luôn nhưng mà vẫn không được. Đó, thì giờ này là 3-4 giờ chiều đó anh em ơi, nó nên nó nắng dữ lắm anh em ơi. Đó, nên anh em giống như là ai cũng đều mệt hết trơn đó anh em ơi. Đó, thì bây giờ đây là cái pha mà team của tôi thua nha anh em ơi. Đó, thì anh em nhìn cái pha nè, hồi nãy hình bò sút vô đúng không? Đó, thì bây giờ liệu coi hình bò có thể giống như là sút vô cái trái này hay không, thì anh em cùng đón xem nha. Rồi thì bây giờ là truyền cho Quốc Khởi truyền cho Văn Đức nhưng mà không được anh em ơi. Đó, thì pha này là chúng ta Di Bẩm nha anh em ơi. Đó, khá là đau. Rồi thì bây giờ sút, trời ơi trời, nhém tí nữa là vô rồi đó anh em ơi. Rồi thì bây giờ là rồi xong luôn anh em ơi, 2-1 luôn, hình bò là người sút vô, sút vô một cái là hết giờ luôn nha anh em ơi. Đó, giây phút cuối mà anh em. Rồi thì bây giờ là team hình bò sẽ gặp team giống như là team 1 của tôi nha anh em. Thầy ló như vậy, xui rồi, xui. Trận này sao anh Thép, xui hả anh Thép? Đức cố gắng hết sức rồi, quả hàng luôn rồi. Quá khứ rồi, đuối lắm rồi. Thì bây giờ là đà sẽ giống như là đá penalty để mà giống như là coi giống như là đội quý 2 của tôi anh em. Đó, với cái đội áo xanh này ai là sẽ là người giành hạng 3 anh em ơi. Đó, thì anh em cùng đón xem nha anh em ơi. Đó, thì đá pen thì anh em cũng biết rồi, nó gây cắn dữ lắm anh em ơi. Đó, rồi thì bây giờ là nói chung là Quốc Khởi sẽ là người là sút đầu tiên. Quốc Khởi, nhưng mà rồi rồi, tôi tưởng đâu là một hit pen không anh em ơi. Rồi bây giờ là số 9. Rồi, một điều rồi nha anh em ơi, một điều rồi nha. Rồi, thì bây giờ là tính là Phúc Tính, liệu coi có mid ban hay không? Thì anh em cùng đón xem nha. Rồi, xong luôn anh em ơi. Tỷ số là 3-1 rồi nha anh em ơi. Ủa hình như 3-1 đúng không? Thôi kệ đi anh em ơi. Ủa nhưng mà bây giờ là về nè anh em ơi. Ngủ mồm tôi mới chụp nó dảnh lâu tay như Messi kìa anh em thấy không? Đó. Thì bây giờ là đang hòa anh em ơi, đang hòa với tỷ số đó anh em ơi. Rồi, thì bây giờ là số 3 sẽ là người sút. Thì cái trận chung kết gặp hình bò anh em ơi, đó chắc nó cũng gây cắn lắm anh em ơi. Đó, thì anh em cùng đón xem nha. Rồi, thì bây giờ là trời ơi, Đức Cống hit pen luôn anh em ơi. Thì team tôi thua 1-0 rồi nha. Đó, liệu coi thủ môn tôi nó có chụp được hay không nha anh em ơi. Rồi không được anh em ơi, thủ môn sàn qua nhanh quá. Thì bây giờ là không vô trái này là team tôi thua nha anh em ơi. Bây giờ mà không vô trái này là team tôi thua nha. Rồi, trời ơi chụp được luôn anh em ơi. Đó, rồi bây giờ là Văn Đức sẽ là người chụp. Rồi, gỡ qua, quá hay đến từ vị trí của Văn Đức luôn anh em ơi. Đó, vừa đó hay mà vừa chụp hay luôn. Rồi, hú môn xúc vô. Rồi, thì bây giờ là cái trái này mà xúc ổn vô là team tôi hạng 3. Rồi, thì team nói chung là Văn Đức là được hạng 3 nha anh em ơi, thì cũng khá là vui luôn. Ô, Đức Cống à, hay thế Di Bẩm nha. Đó, Đức Cống là đền bù cái trái mà xúc không vô nãy nè. Đó. Rồi thì bây giờ là tem hình bò sẽ là gặp tem giống là một của tôi nha anh em ơi. Liệu coi tem giống là của tôi sẽ ăn giống là tầm bao nhiêu trái, thì anh em cùng dự đoán tỷ số nha anh em ơi. Đó, thì anh em nào mà dự đoán được các anh em thì tôi sẽ tặng cho anh em giống như là
2k kim cương đó, 10 bạn nha anh em ơi. Còn anh em nào mà đón đúng giống như là gần đúng anh em rồi thì mới vô thôi, là giống như là trận quý xúc vô được một trái nha anh em ơi. Đó thì rồi bây giờ là giao quy sốt, trời ơi nhém tí nữa là vô anh em ơi. Còn anh em nào đón gần đúng anh em thì anh em nói chung là anh em giống như là cờ minh đại đi anh em ơi. Đó thì tôi sẽ tặng cho anh em giống như là 3k go bet nha anh em ơi. Đó, uy tín cho anh em luôn. Rồi thì bây giờ là rồi quý anh dễ một người sốt, trời ơi khá là tiếc luôn anh em ơi. Thì tỷ số là 1-0 rồi. Thì bây giờ là đây là một pha sút phạt của hình ba sút nhưng mà không vô anh em ơi. Đó thì bây giờ là liệu coi, rồi thì bây giờ là chuyền cho Trần Quý, Trần Quý họt cho giống như là quý hanh nó đậu Di Bẩm, trời ơi Di Bẩm chụp hổ cái luôn Di Bẩm ơi. Rồi thì tỷ số là 2-0 rồi nha anh em ơi. Đó rồi thì bây giờ là tiếp tục là quý hanh bắt bài dẻo một người nhưng mà không được anh em ơi. Đó thì lỗi rồi nha. Thì bây giờ là Trần Quý sẽ là người sút nha anh em ơi. Liệu có Trần Quý sẽ quyết định sút hay là chuyền đây? Quyết định là dứt. Rồi xong luôn, 3-0 luôn anh em ơi. Quải cái trưởng này chứ không nội. Quải trưởng cái trái đó, tôi tưởng đâu là nó sút không à, ai về đâu nó ấy luôn anh em ơi. Rồi thì tiếp tục là Trần Quý sút nhưng mà không vô anh em ơi. Đó rồi thì bây giờ là bên kia phản công, chuyền cho giống như là Văn Phát dẻ một ngư xong rồi dứt, quá chỉ là hay luôn em ơi, nhưng mà rất tiếc không có vô anh em ơi. Đó thì bây giờ là Trần Quý sẽ chuyền cho ai đây? Trần Quý sẽ chuyền cho giống như là rồi sao luôn em ơi, chính là Giao Huy là người xúc vô nha anh em ơi. Đó Giao Huy là người xúc vô nha, Giao Huy Trần Quý anh em ơi, cặp đôi 2k6 của tôi anh em ơi, khá chỉ là bén luôn. Rồi thì bây giờ là giống như là pha gô nhưng mà không được anh em ơi. Đó rồi thì bây giờ liệu coi bên kia có thể giống là lật kèo được hay không thì anh em cùng đón xem. Cầu rồi phút bồ nó bay kìa anh em ơi, nó chụp cái banh xong mà nó bay quá chỉ là ghê luôn anh em ơi. Rồi thì bây giờ là pha gô kết liễu luôn anh em ơi. Rồi thì anh em cũng biết là cái cúp là dành cho ai đúng không, rồi pha gô nhưng mà trời ơi Giao Huy ơi, nhém tí nữa là xúc vô thêm một trái nữa anh em ơi. Đó rồi thì bây giờ là phút bồ sẽ giống như là chuyền cho Trần Quý sẽ làm như thế nào đây, nhưng mà không được anh em ơi. Rồi thì bây giờ là phút bồ tiếp tục là giống như là quý hanh có banh là sẽ chuyền cho Trần Quý sẽ như là xử lý như thế nào để mà xúc vô được chung việc. Quá chi là đơn giản luôn anh em ơi, ăn nguyên một gỗ luôn anh em ơi. Ở hình bò chịu sao nổi anh em. Rồi thì bây giờ là quý hanh sẽ làm như thế nào đây? Rồi xong luôn anh em ơi, quá chi là nhẹ nhàng luôn anh em ơi, ăn đúng một gỗ luôn anh em ơi. Đó rồi thì bây giờ là tiếp tục là giống như là Trần Quý sẽ làm như thế nào đây. Rồi bùng. ảo quả chữa đây chung việc. Vé chiếc kìa nè, có quả chưởng thiệt chứ ông nội. Chứ bạn tự nhiên cái xúc vô luôn em ơi, quả cái chưởng thiệt chứ ông nội. Đó nhưng mà không sao nha anh em ơi. Rồi thì bây giờ là Trần Quý, rồi hết giờ nha anh em ơi. Rồi bây giờ chuẩn bị như là lãnh cúp thôi. Rồi thì hai team không được nhất gì nữa rồi anh em ơi. Đó nhưng mà được nhất ba, được cái huy chương đẹp quả chưởng luôn. Huy chương World Cup, huy chương World Cup anh em. Rồi bây giờ trao hoàng thưởng nè. Trao trước nè. Tốt coi. Cho cầu thủ. Vậy vậy thằng này không được huy chương em ơi. Đá gì đâu như. Đâu nhất đâu. Nhất nè ông nội. Tinh trinh. Cái này là màu gì vậy ta? Rồi thì bữa hổm là Quý Hanh vô phá lưới, bây giờ tới là Quý Hanh. Ủa lộn, Trần Quý. Rồi giờ là tới Trần Quý. Rồi là còn cái này. Có kia. Còn hũ xuất sắc có mấy chiếc. Rồi xin chào trai. Bây giờ nè, anh thấy là hai thằng. Là một là Giao Huy, một là Giao Huy, hai là Quý Thanh. Thôi hồi đó giờ là Quý Hạnh đây. Giao Huy đây. Anh em có hai bạn rồi. Là biết dù có lưới thì ta tặng món quà đó nè. Thấy gì chưa? Đơn giản thôi. Còn 3 cái. Dạ đây nè. Bữa lại nhà sếp lấy. Quân Khởi đó hay quá, được huy chương đồng luôn. Bữa sếp lại nhà. Đây nè nè nè. Đó. Đây nè. Đây nè. Huy chương đồng. Mặt vàng. Chứ cũng cố gắng rồi nè em ơi. Sáng chơi ai đó dạ ta. Sáng nói gì ta. Nói chung thì cũng xui thôi.
chơi thôi, còn không được không, mấy giây hả? Cái này là dành tặng cho những kẻ xứng đáng. Cũng được. Cũng được. Vô vòng trong mới biết ai là hổ. Cậu hủ nè, cậu hủ nè. Nè, con báo bi nè. Cầu hủ nè, cầu hủ nè đó, cầu hủ đó. Thầy cầu hủ hiện qua. Cho cái đồng ra rồi. Chú ơi sao nữa? Cái đứa sao bên cạnh? Rồi thì đã hay quá, chủ dễ cho thêm cái nữa nha anh em. Đó, thì team được hạng 3, team được hạng 2. Giờ mình nâng cấp các anh em. Rồi chuẩn bị nè. Ba la nè. Từ từ từ. Ê ê ê. Nó 2000 con đứt bữa nó giục nó kìa. Buồn quá, đã sáng giờ cho. Cho 2000 con uống á, tay chân giờ đó. Tay chân giờ. Không đúng hố các bà ơi. Thiếu 5000 nữa anh ơi. Rồi tiền vậy. Vậy vậy. Vậy. Đó rồi. Nãy giờ xin. 20 đó. Trời ơi, trời trên nãy giờ cũng được đâu gần 100.000.